Mất 400 giờ để vẽ tay lên toàn bộ thân xe Bugatti. Xin chào, đây là kênh Cà phê siêu xe. Bugatti đã ra độc bản cuối cùng của Chiron có tên kỷ nguyên vàng Golden Era. Đặc biệt nhất của phiên bản Chiron này là 45 hình phác thảo các mẫu xe Bugatti trong quá khứ xuất hiện ở cả nội và ngoại thất xe như một cách ghi nhận lịch sử hào hùng của thương hiệu Pháp. Theo Bugatti, độc bản này do một khách hàng giấu tên tại Mỹ đặt hàng và là dự án thách thức nhất. Riêng ngoại thất xe đã mất của họ 400 giờ để hoàn thiện. Mỗi bản vẽ xuất hiện trên Bugatti Chiron Golden Era đều được lựa chọn cũng như là tính toán cẩn thận về kích thước để bố trí vào vị trí phù hợp. Những hình ảnh thủ công này được khắc họa bằng bút chì qua một phương thức mới được hãng sáng tạo ra. Quy trình này thì tốn cực nhiều thời gian để hoàn thiện, để có thể đảm bảo là không phai theo năm tháng. Hình phác họa bên phải thân xe tập trung vào các mẫu xe cổ như Type 57 SC Atlantic, trong khi bên trái xuất hiện các siêu xe hiện đại hơn như EB110, Veyron, Chiron, Evo, Cento DSC hay La Voiture. Hình phác họa 3712 chi tiết tạo thành động cơ V16 cũng xuất hiện trên cánh gió sau. Tông vàng độc quyền có tên Dory được chọn làm màu nền. Bên trong cabin xe thì hình vẽ 3 mẫu Bugatti xuất hiện tại mỗi cửa bên. Bugatti Chiron Golden Era không được công bố giá. Tuy nhiên, mức độ phức tạp của dự án này nên giá bán chắc chắn vượt xa mức giá 3,5 triệu đô của Chiron tiêu chuẩn.